thành công ấy không phải sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Tình yêu cũng không phải là sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Hạnh phúc cũng không phải sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Tiền bạc cũng không phải là sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều là sự thu hút. Cuộc đời này là sự thu hút mà thôi. Comment hai chữ thu hút đi ạ. Cuộc đời này là sự thu hút mà thôi. Bạn như thế nào? Bạn thu hút những thứ xung quanh bạn y chang như vậy. Thành công không phải sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Các anh chị làm giống như cô Lanh nhé. Thành công ấy không phải sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Tình yêu cũng không phải là sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Hạnh phúc cũng không phải sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Tiền bạc cũng không phải là sự rượt đuổi mà là sự thu hút. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều là sự thu hút. Trong cuốn sách kinh điển Bán Chạy thứ hai sau Kinh Thánh, có một câu chuyện, đấy chính là Nhà Giả Kim. Cuốn sách Nhà Giả Kim. Và khi Nhà Giả Kim muốn kiểm tra xem cậu bé Chăn Kiều này có thật sự đang có khả năng nghe được khôn linh, nghĩa là tiếng gọi của vũ trụ hay không, thì ông ấy nói như này này: ok, để ta xem là cậu có thể tìm thấy kho tàng hay không, thì cậu hãy chỉ cho ta sự sống trên sa mạc. Đây là một thách thức. Thì cậu Chăn Kiều mới nói là: à, cháu biết là sa mạc có sự sống, nhưng mà cháu không biết cách tìm sự sống trên sa mạc như thế nào cả. Ông gợi ý: sự sống thu hút sự sống. Các anh chị comment đi ạ. Sự sống thu hút sự sống. Và thế là cậu hiểu. Cậu thả lỏng ngay cương ngựa để nó tự đi qua các tảng đá. Nhà luyện kim đan lặng lẽ đi theo. Con ngựa của cậu chạy lòng vòng gần nửa tiếng đồng hồ. Họ không còn nhìn thấy rừng Trà Là nữa. Chợt nó đứng lại ở những tảng đá lấp lánh ánh trăng bạc. Cậu nói: chỗ này có sự sống. Và tuy cháu không biết ngôn ngữ của sa mạc, nhưng con ngựa của cháu thì biết ngôn ngữ của sự sống. Họ xuống ngựa, nhà luyện kim đan vẫn không nói gì. Ông vừa từ từ đi tới quan sát các tảng đá. Chợt ông dừng lại, thận trọng cúi xuống một cái hốc nằm giữa các tảng đá. Ông thò tay vào, mới đầu chỉ là bàn tay, sau cả cánh tay rồi đến tận vai. Có gì đó đang động đậy trong hốc. Và đôi mắt của ông, cậu chỉ thấy được đôi mắt do chúng không bị khăn che nheo lại vì cố gắng và căng thẳng. Như thể ông đang giằng co với một vật gì đó trong hốc đá. Rồi ông rút tay ra thật nhanh, khiến cậu giật mình. Ông đứng dậy, tay nắm chặt đuôi một con rắn hổ. Cậu vội nhảy lùi lại. Con rắn không ngừng ngọ ngoại thở phì phì, làm tan yên ắng, sự yên ắng của sa mạc. Các anh chị thấy không? Sự sống thu hút sự sống. Trong cuốn sách kinh điển này, các anh chị học khóa nâng tầm sẽ được cô Lanh cốt sách. Có rất nhiều các anh chị thèm khát cái hành trình cốt sách của cô Lanh. Bởi vì mỗi một cuốn sách này cô Lanh trao cho các anh chị rất nhiều trí tuệ, và đấy là những kho báu. Và khi các anh chị giác ngộ được một cuốn sách kinh điển thôi, các anh chị có thể đọc những cuốn sách khác một cách cực kỳ thẩm thấu. Và rồi các anh chị nói với cô Lanh rằng: cô ơi, sao cô không bán riêng cái khóa cốt sách? Bởi vì khóa nâng tầm là 200 triệu, thì chỉ khóa nâng tầm mới được học cốt sách thôi. Sao cô không bán riêng khóa cốt sách? Và cô Lanh nói là: xin lỗi các anh chị, đọc sách không dễ như mình tưởng, phải rất nhiều trí tuệ. Và vì vậy, cô Lanh có thể đọc cho các anh chị nghe, nhưng các anh chị đâu học nâng tầm đâu mà các anh chị hiểu được tư duy của những người xuất chúng. Các anh chị đâu có học nâng tầm để các anh chị hiểu vũ trụ vận hành như thế nào. Các anh chị đâu học nâng tầm mà các anh chị hiểu được cái hành trình làm sạch bên trong mình, chữa lành bên trong mình và kiến tạo hành vi mới, để mình có thể hiểu được những trí tuệ, những quy trình ở trong sách. Nên là cô Lanh không thể bán riêng cái khóa cốt sách được, mà khóa cốt sách thì phải dành cho các anh chị nâng tầm. Là vì như vậy đấy các anh chị ạ. Có anh chị nào đang tham gia hành trình nâng tầm thì chúng ta comment số 10 đi ạ.
Yes, chị Huyền, chị Duyên, chị Hạnh, chị Kim Hạnh. Ôi, chị Kim Hạnh tuyệt vời thật đấy. Ngày nào cũng học mà ở bên Mỹ. Chị Trinh cũng thế, rất nhiều chị. Rồi các chị Trang cũng ở bên Mỹ đúng không? Chị Trang Cao cũng ở bên Mỹ, chị Sally ở bên Anh. Chị có chị gì ở bên Hà Lan á? Chị Trang ở bên Hà Lan đúng không? Chị Thọ ở bên Hàn Quốc, chị Xuân ở bên Hồng Kông. Cũng có chị học nâng tầm. Toàn giờ trái giờ của Việt Nam mà các anh chị học hoài à. Rất là ngưỡng mộ các anh chị luôn á. Tuyệt vời lắm. Rất là tuyệt vời luôn. Thì đấy là hành trình cốt sách. Và các anh chị thấy không? Mình phải cốt đi cốt lại thì mình mới hiểu được cái tư duy của nó đúng không? Còn nếu không thì mình cũng không hiểu được luôn á. À, chị Hạnh hôm nay tiêm mũi 3, à, mũi thứ 3 và đang bị sốt. Giao tiếp lại đi, chị Hạnh ạ. Mình giao tiếp lại. Hòa hợp với vaccine. Tôi đang hòa hợp với vaccine. Đúng rồi. Thế thì trong cả một cái hành trình, cuộc đời là sự thu hút. Bạn như thế nào? Bạn thu hút những người xung quanh như vậy. Và tất cả những cái sự kiện trong cuộc đời của bạn là bạn đã vô tình hay cố ý thu hút nó đến. Thế thì cái ý thức này này, không phải ý thức này bạn thu hút đâu, mà có thể là vô thức của bạn thu hút đến. Một biến cố xảy ra trong cuộc đời của bạn, chắc là bạn đang muốn học hỏi một điều gì đó, nên bạn thu hút cái biến cố đó xảy ra, nên bạn thu hút cái vấn đề đó xảy ra. Các anh chị ạ, à, chị Lê Thị Đức ở bên Tiệp Khắc cũng thế đúng không? Ngưỡng mộ lắm các anh chị. Rất là tuyệt vời. Nên cái hành trình này là sự thu hút. Nhưng cái sự thu hút này cô Lan sẽ phân tích sâu hơn cho các anh chị hiểu nhé. Chúng ta có này, ý thức, vô thức. Mình có cái vùng ý thức, mình có cái vùng vô thức. Đây là vùng ý thức của mình này. Mình có cái vùng vô thức. Đây là vùng vô thức của mình. Và trong cái vùng này mình có rất nhiều các vấn đề. Mình có rất nhiều những cái ký ức ở đây. Và thật sự mình rất là muốn trưởng thành. Muốn trở thành một con người trưởng thành. Trưởng thành không có nghĩa là cái cơ bắp của bạn to hơn và cái tí của bạn to hơn. Gọi là trưởng thành không phải đâu các anh chị nhé. Mình không tính cái đấy gọi là trưởng thành. Đấy là cơ thể của chúng ta trưởng thành thôi. Còn cái sự trưởng thành trong cuộc đời này, đấy là trưởng thành của tâm hồn. Trưởng thành của tâm hồn các anh chị ạ. Thế thì các anh chị có thấy không? Mình phải gãy một cái răng sữa. À, cái răng đầu tiên mình gãy là thường là răng cửa đúng không nhỉ? Răng cửa. Răng là cái bộ phận cứng nhất trong cơ thể của mình. Và khi nó gãy thì nó đánh dấu mình một cái sự trưởng thành các anh chị ạ. Nó đánh dấu mình một cái sự trưởng thành. Có rất nhiều người mẹ ngốc nghếch khi mà sinh ra con, mà con, cơ thể con nhiều lông á, cơ thể của con nhiều lông thì đi nhổ lông cho con, làm cho con nó chết đau ra. Ô, bình thường đến một cấp độ trưởng thành cái lông sẽ rụng và thay thế bằng một cái lớp lông khác. Chúng ta không có cái lông nào là lông lúc mình sơ sinh ra đâu các anh chị nha. Mình đều thay lông hết rồi đấy. Không phải chỉ có chó thay lông đâu nhá, mà mình cũng thay lông. Các anh chị ạ, à, các anh chị hiểu ý cô Lanh không? Hiểu ý cô Lanh không? Các chị nuôi chó nuôi mèo, các anh chị thấy chó thay lông hoặc mèo thay lông đúng không? Thực ra người cũng thay lông. Nên là có một số mẹ ấy đẻ ra thấy con mình lông rậm rạp quá mà đi triệt lông cho con á. Triệt lông là đi nhổ lông á. Trời ơi, ngốc nghếch lắm. Kệ nó đi, rồi sẽ rụng thôi. Rồi sẽ rụng thôi, mình cũng thay lông mà răng á. Mình thay răng này, tóc mình cũng thay hết tóc hết chứ. Tóc mình cũng thay rồi hết rồi đấy. Các anh chị ạ, ngày mình bé tóc mình khác mà. Nhưng mà lớn thì cái mình lại có mái tóc khác mà. Mình cũng thay rồi đấy, mình thay rất nhiều tế bào rồi đấy. Nên là về mặt cơ thể thì muốn trưởng thành cũng phải trải qua các biến cố đúng không? Gãy răng là biến cố này. Thì cơ thể mới trưởng thành chứ. Khi cái bộ phận cứng nhất của chúng ta rụng đi, đấy là đánh dấu một cái mức trưởng thành của mình đấy. Các anh chị ạ. Rồi lông tóc này, lông người cũng rụng á, rồi thay á. Con gì chẳng có thay lông. Thế đây là trưởng thành về mặt cơ thể. Thế về tâm hồn, muốn trưởng thành về mặt tâm hồn thì
có thể là nỗi đau, có thể là biến cố, có thể là vấn đề xảy ra, để tâm hồn của mình trưởng thành trong cái hành trình này. Các anh chị ạ, chứ tưởng là cứ thế mà tâm hồn trưởng thành à? Nên có nhiều người già nhưng mà lại tâm hồn trẻ. Tâm hồn của một đứa trẻ ấy, chả biết gì cả, chẳng chịu trách nhiệm gì cả. Hơi tí thì ăn vạ, hơi tí thì đổ lỗi, hơi tí thì khóc lóc, hơi tí thì lu loa. Không có chịu trưởng thành về mặt tâm hồn, mặc dù là già rồi đấy. Mặc dù 40, 50, 60 rồi. Các anh chị có biết ai không? Có biết ai thế không? Comment số 8 nếu các anh chị có biết một hai người như vậy. Thậm chí là nhiều hơn. Có đúng không? Đúng rồi. Chồng em luôn à? Đấy là tâm hồn trẻ con đấy. Cũng em luôn à? Thế nên cái ở đây ấy, à mẹ chồng em, đấy, mẹ chồng là 6-70 tuổi rồi, nhưng mà như vậy đó. Nên cái mà trưởng thành ở đây á, là trưởng thành về mặt tâm hồn, các anh chị ạ. Chứ cô Lanh không muốn nói đến trưởng thành về mặt cơ thể, vì đương nhiên cơ thể của các anh chị sẽ trưởng thành thôi. Đằng nào nó cũng trưởng thành, còn mấy thứ như gãy răng với lại rụng móng hay cái gì thì đương nhiên nó sẽ xảy ra. Đương nhiên nó sẽ xảy ra. Nhưng mà trưởng thành về mặt tâm hồn, đấy mới là điều quan trọng trong cuộc đời này. Thế thì mình mong muốn trưởng thành lắm, mình ở trên cuộc đời này để làm gì? Để mình trưởng thành mà. Mình sống ở trên cuộc đời này để mình trưởng thành. Các anh chị ạ. Thế ngày hôm qua cô Lanh nói với các anh chị có hai nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời này của mình đúng không? Hai nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời này của mình. Cái nhiệm vụ số 1 là khai sáng chính mình. Là khai sáng chính mình đấy. Là nhiệm vụ số 1. Mình phải thông tuệ lên. Mình đi đúng đường, tìm về chính cái bản thể của mình, kết nối với cái con người tuyệt vời nhất của mình, để mình an lạc. Vì sao? Bởi vì mỗi một đứa trẻ sinh ra trong cuộc đời đã an lạc sẵn rồi. Nhưng do môi trường nó làm mình cứ tất bật, rồi khổ đau, rồi nước mắt, rồi tất cả mọi thứ đấy. Nên cái đầu tiên á, cái nhiệm vụ quan trọng nhất đấy là sinh ra chính mình, hay là khai sáng mình, hay là sinh ra chính mình. Các anh chị ạ, các anh chị comment đi, sinh ra chính mình, đấy là cái nhiệm vụ quan trọng nhất. Có hai nhiệm vụ mà, thì đây là nhiệm vụ số 1. Comment là sinh ra chính mình, đúng rồi, đấy là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là làm cha mẹ. Là làm cha mẹ. Thế thì cái hành trình quan trọng nhất của việc làm cha mẹ là gì? Cảm ơn các anh chị đã xem hết video này, để giúp các cha mẹ có tư duy nuôi dạy con cái thông minh, bản lĩnh, tự tin. Cô Lanh đã tạo ra 10 video giúp con chủ động, tự tin và bản lĩnh. Vì thế, để nhận được món quà tuyệt vời này, các anh chị hãy bấm vào đăng ký kênh YouTube Nguyễn Thị Lanh và sau đó comment xuống phía dưới là tôi đã đăng ký. Bộ phận hỗ trợ sẽ gửi món quà tuyệt vời này đến cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng với cô Lanh vào Viện Minh Trí Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.